Dù rất tiếc nhưng tôi phải thông báo với mọi người là các mẫu như LBB, Double LBB, túi cà phê toàn bộ đã hết hàng. Nhưng mà không sao, tôi có một tin vui cho mọi người. Đó là sản phẩm ba lô da cá sấu mà mọi người chờ đợi đã quay trở lại. Mẫu ba lô basic da cá sấu này là sản phẩm nhận được nhiều lời đề nghị restock nhất của bên tôi. Với phần da được nâng cấp lên thành vân da cá sấu, trượt nước và chống thấm nhẹ, dây kéo mượt mà. Dĩ nhiên vẫn là ba lô hai lớp, form đẹp và đựng được lắp bắp 15.6 inch. Và đặc biệt là cái loại da cá sấu này thì nó mắc hơn cái loại da cũ nhưng mà giá bán vẫn giữ nguyên, tức là 430 cành. À, chú thật đi, chú lừa đảo đúng không? Lừa đảo gì mày? Này con lướt TikTok shop đâu có thấy con này đâu. Sao không thấy? Nè. Giờ tao hỏi mày nha, mẫu này tên gì? Dạ LBB da cá sấu. Vậy thì nó là gì? LBB. Thì mày phải vô LBB xong mày tìm cái option da cá sấu mày kiếm chứ, mày kiếm ngoài sao có. À chú hay quá, con không biết luôn. Ê, tao hỏi mày nha, mày làm tao bao lâu rồi? Dạ, không lâu cũng không mau nhưng cũng hết cả thanh xuân. Ừ. Ê, vì cái ba lô này tặng mày. Ủa thiệt hả chú? Biết làm gì không? Thì dạ không. Mở cái khóa kéo ra, xong rồi dọn đồ của mày bỏ vô đây. Mày bị đuổi. Thôi chú. Ủa quên mọi người, mua đây nha.